Ok, thì nghe nói là ngày thứ năm tuần này sẽ cập nhật phát ngôn mới nha mọi người, sẽ có big update. Và chơi game nào cũng mắc cười, trời ơi. Chơi game nào cũng thua gì trời. Ê, của nó hello ship. Phát ngôn này update kêu quá hay rồi. Ủa này update rồi hả? Sao bữa tôi thấy cái thông báo của nó là tới đầu 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 update rồi hả? Ủa nếu mà update phải reset cấp chứ, chưa mà. Chưa update, thứ năm lận. Nghe tôi đọc cái thông báo bên trên của nó thì nó kêu thứ năm mới có bản update mọi người ơi. Hôm nay là thứ thứ ba à, 2 ngày nữa. Thứ năm là ngay cái hôm tôi livestream luôn á. Bây giờ vô nha. Làm xương 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 nhân 4 đi, nhân 4. Ừ. Giờ này mà ngủ cái gì trời đau. Vậy coi hai livestream nè, ngủ gì giờ này. Ôi mưa, tôi ghét mưa. Tôi ghét trời mưa, tại trời mưa chơi lửa trại không có thắp cái lửa trại lên được. Dòng hai chị na né nhau giống giống đúng không? Tiếng la thất thanh rồi đó. Mà uống nước nhiều quá. Ước gì có cái tay khỉ bây giờ. Ồ nhưng mà không có tay khỉ nhưng mà mình có cái khác đó mọi người ơi. Mọi người ơi. Đi xuống con. No, no đi xuống con. Đừng, mày đừng có chui qua màn hình tao nữa no. Đi xuống lui. Nghe về. Đi xuống. Hèn gì quá. Mọi người biết ai không? Mèo của tôi nó lại leo lên cái ABC. Xém nữa là hả tắt lại. Hù rồi kìa chị, hù rồi à. Hù mới vô mà hù hả? Mới vô mà hù là nghi là Yuri lắm nha, Yuri hoặc Oni nha. Mới vô mà hù là hay hai con này lắm, hai con này sẽ hù rất là nhiều trước khi săn. Nhất là con Oni, còn con Yuri là làm tụt sanity nhanh lắm. À, đang định cảm gì nhen. Ok. Mới hạ vô mặt tôi hả? Ui, nếu mà nó hạ ngay chỗ đó là nguy hiểm đó mọi người, mình phải đứng sang chỗ khác mọi người ơi. Nguy hiểm. Nó hạ ngay chỗ nào là lát nó săn ngay chỗ đó. Nó săn từ chỗ đó ra. À, què á diêu. Què á diêu. C A M B cầm file luôn mọi người ơi, cầm file. Goodbye. Ok. Ôi. 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 Loại đeo chen, loại Revenant, loại Poltergeist, loại Phantom, lộn loại loại Mailing, loại thay, loại chin. Ok, trước nhiều đó đi. Loại Hantu, loại me. Không phải hanh tu, tại vì bà biết sao không? Bà biết sao không? Tại vì hanh tu á mà mình không có đốt cái lửa trại á, mà nó đi quanh lửa trại đó nó phải đi nhanh mới được, hiểu không? Nhưng mà nó không đi nhanh, mọi người thấy cái bước chân của nó đều không? Mọi người thấy bước chân của nó không? Bịch 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 bịch. Tôi nghĩ nó không phải là mấy con này, tại con thay thì nó đi rất là nhanh và nó săn rất là mãnh liệt. Mình càng ở nhà lâu, ở trong chỗ nó lâu thì nó sẽ săn chậm lại, nhưng mà cái bước chân con hồi nãy đều lắm, nó không phải là cái dạng mà tốc độ như con thay, con chim nó cũng đi nhanh nha. Lại mai mít luôn hai ơi. Không có ốp. Đúng rồi, mình đặt cái cam nguyên liệu của nó mà mình không thấy ốp. Portugal thì nãy tôi không nghe cái tiếng mà đồ của nó quăng. Nãy tôi không nghe nó quăng đồ lung tung trong lúc nó săn nha, cho nên là tôi loại Portugal luôn. Tôi loại chim tại vì nó cũng con chim nó cũng có tốc độ nhanh đó. Loại me luôn tại vì hồi nãy là nó săn trong cái bóng tối, nhưng mà đáng ra trong bóng tối nó phải chạy nhanh hơn như vậy chứ nó không phải là dạng yếu yếu như vậy đâu. Tôi nghĩ thôi. Còn tôi lại đeo chen thì dễ hiểu mà, tại vì mình trốn được là không phải đeo chen. Đeo chen là không thể nào trốn được nó đâu. Hiện tại là còn Mai Linh thì nãy giờ có nghe tiếng bước chân của nó, kể cả khi nó ở xa.
uống thuốc không ta, khoan từ. Bây giờ không có đốt đèn được ở ngoài trời mưa. Một quẹt bỏ lại đi. Một quẹt vô dụng quá. Mưa rồi. Hồi nãy nó đi từ ở bên chỗ này. Ôi ôi, chết mẹ rồi. Lại đây chu, tại vì tôi đang cầm đồ điện trên người luôn nha mọi người. Tôi đang cầm cái đồ điện trên người mà nó không dí thôi nha. Sao má nó săn dịu quá ta, giống như đi mình quá trời. Trời, xíu nữa là lên đường luôn rồi đó mấy bà. Ghê vãi nồi. Ô, đánh giá trái xanh trên tay thôi luôn. Bây giờ nó săn nữa đó, vậy là nó săn nữa đó. Cái đánh giá mới vừa cản này lại cản được một lần đó, mọi người thấy ghê không? Trời ơi, tưởng tưởng tưởng, tưởng chết tới nơi rồi đó. Cái lúc mà cái đánh giá cháy nó là nó săn đó. Phải cả nồi cháy cây đánh giá trên tay mình luôn. Bây giờ là con này là chắc chắn không phải say rồi. Giống như đi mình quá, rất là giống đi mình luôn. Tại vì cắn ủa phantom nó làm chi bà, phantom cũng cắn đánh giá nha. Nhưng mà Phantom thì phải đặt thêm một cái đánh giá vô sát bên nữa mới test được. Từ từ để tôi nghĩ là tôi uống hai hộp Senti đi. Phantom sẽ cắn hai cây đánh giá cạnh nhau nha mấy bà. Một cây rồi đó. Nó có dấu chân nha. Đợi tôi xíu. Phantom sẽ cắn hai cây đánh giá cạnh nhau. Bây giờ nó có dấu chân là loại con rây luôn. Gorio thì để xem camera cái. Cái mà tôi sợ hãi nhất trong cái con game này là nó xuất hiện đằng sau lưng mình thôi. Né không có kịp. Đây, bây giờ xem Gorio thử nha. Nếu mà Gorio thì nó sẽ có dot trên cam nha. Bây giờ mình sẽ đứng đây 2 phút để mình xem coi có phải có đó trên cam không. Không ốp, không có ốp, không có ốp, không có đó cam luôn nha. Không ốp, không đó cam, không ốp thì bỏ Gorio đi. Không đó là bỏ My Mic rồi đó. Tôi không nghĩ đó là Yokai đâu, tôi sẽ lại Yokai. IMF5 hả? Nãy không để ý luôn, không có nghe kịp. Onryo, trời mưa vẫn biết sao test được Onryo nữa, thiệt luôn á. Nó mới thảy đồ ở đó kìa mọi người thấy không? Có nghĩa là nó vẫn đang đứng ở vị trí đó, nó mới thảy trái banh nè. Không có, bây giờ mình sẽ cầm Speedy Pop vô. Nếu mà con đi mình thì nó sẽ có dấu hiệu gì? Đi mình thì sẽ có fingering, ghost writing với lại phishing nha. Vậy thôi bỏ lại cái này đi, tôi sẽ lấy ghost writing, lấy sách vô cho nó ký. Từ từ thôi. Mình sẽ lấy sách cho nó ký. Với lại nó có fingerprint nữa cho nên mình sẽ cầm cái đèn UV light vô để mình soi. Tôi mới uống cái sanity cho nên bây giờ hiện tại sanity của tôi còn cao cho nên nó chưa săn tôi. Ê, mọi người có để ý cái gì không? Nếu mà không săn ngay cả khi sanity cao thì nó phải đi mình săn ngay cả khi sanity của mình cao mà. Đi mình săn nhiêu ta? 50 hay 70? Như 70 hay sao á? Hình như đi mình săn 70. 70 hay không biết, không nhớ bao nhiêu, nhưng mà đi mình cũng săn cũng còn cao lắm chứ nó không phải đợi tới thấp nó mới săn đâu. Nhưng mà tôi đang đi tìm dấu hiệu đi mình nè, tìm thử coi có bây giờ hiện tại thì thấy nó cắn có một cái đánh giá thôi nha, tôi nghĩ là tôi sẽ loại được Phantom đó. Tôi nghĩ là mình sẽ loại Phantom đó mọi người. Tôm sẽ cắn hai cây đánh giá cạnh nhau. Chế độ gì vậy hai ơi? Chế độ cái chế độ Nightmare, hai dấu hiệu và có bực bị nguyền. Bực bị nguyền là các bạn cầu cơ nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ loại Phantom.
Banksy, Onryo, Yuri, Spy đi. Obake thì phải Obake thì mình hide and seek đi. Bây giờ mình vô mình chọc cho nó săn mình luôn đi. Nhưng mà tôi sẽ gắn thêm cái này nữa, tại vì mưa nhìn nhà cửa nó hơi tối cho nên gắn cái này để mục đích là cho nó sáng thôi chứ không có gì nha mọi người. Cái bạn cầu cơ của tôi đâu rồi? À đây đây đây. Hai and six. Má đừng có xuất hiện sau lưng là được, ở đâu cũng được nhưng mà đừng là sau lưng. What the fuck you know? Không có biến hình, không có biến hình. Bây giờ mình lại thêm Obake và con gì đó nãy mới khoanh con gì quên rồi, đợi xíu. Mình lại được con Obake. Cái gì? Raichu có đi nhanh mà, đâu có nghe đi nhanh đâu ta. Bây giờ muốn test Raichu đúng không? Dễ. Muốn test Raichu thì cầm thêm một bó nhang. Cầm thêm một bó nhang gắn thêm cái này đi. Không, không, không. Tôi nghĩ là tôi sẽ cầm luôn cái máy chụp ảnh trên người luôn nha. Sau đó tôi sẽ chọn con Raichu trước. Nếu mà em nói con đó là Raichu đúng không? Bây giờ tôi sẽ chọn con Raichu trước. Tôi cầm luôn cái máy chụp ảnh bên người. Sau đó tôi vô chổng tôi cho nó săn. Nếu mà tôi cầm cái máy chụp ảnh mà nó dí tôi nhanh hơn á nha mọi người, nó dí tôi nhanh hơn á mà tôi chết á, thì con đó là con Raichu. Raichu là con ma điện lực nha. Coi có ký không, hai. Ok, cầm luôn cái máy chụp ảnh, tôi dùng cả sinh mạng của mình để tôi test con Raichu. Sao tôi thấy nó đi bình thường mà nó có tăng tốc đâu ta. Không ký sổ nha bà. Không có ký sổ. Lời lại xíu, tôi sẽ lấy cái cây IMF qua bên kia đấy. À nó đứng đây, nó đứng đây mọi người. IMF 3. Hay là má này Banshee ta? Thấy má này đi heo hoài vậy? Test Banshee, test Banshee, test Banshee. Onryo bây giờ Onryo khó test mọi người, Onryo đang trời mưa vậy đâu có đốt nến, đâu có đốt nến ngoài đường được đâu mà test. Phải mà có cái tay khỉ á thì còn đốt nến, còn ướt cho hết mưa để đốt nến được. Đốt nến là cái quần gì? Đốt nến. Gói lộn ngôn ngữ. Bây giờ là mình test con Banshee nãy giờ chưa test. Banshee là mình sẽ đi vô đây mình ngồi nha mọi người. Mình coi coi cái đèn của cái máy này, cái đèn cảm biến này nó có sáng không. Nó tắt điện. Nó tắt cầu dao. Khoan 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 khoan. Khoan khoan. Tôi uống dí mình đốt nhang luôn rồi. Khoan. Khoan, không phải nó vô, không phải nó vô mọi người. Cái sáng nó là do tôi đi ra, nhưng không phải nó đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ loại Banshee. Tôi không nghĩ nó là Banshee. Bây giờ còn Muroi ra chu. The Twin chắc không phải The Twin. Có vẻ như không phải The Twin. The Twin sẽ xuất hiện hay mới có event mà hay quéo qua tại vì nghe tiếng gầm của nó gần. Yuri hoặc là Oni, hai con. Tôi không nghĩ là Raichu nhưng mà tôi sẽ vô test.
Bây giờ còn có một bó nhiên cuối cùng thôi, mình phải chốt đơn lại lẹ mọi người. Cái camera của tôi rồi. Bây giờ đợi nó xăng thôi. Bây giờ đợi nó xăng. Nè, nó sợ nhất á. Sợ nhất là nó xuất hiện đằng sau lưng mình thôi chứ không có gì hết á. Thì đứng trong góc này luôn được không? Từ đó giờ em chỉ hai không bao giờ sai, chỉ có sai ở chỗ hai không nghe em rồi chết rồi đó, nữa rồi đó. Game này vớ vẩn lắm, có khi ra sai nè. Độ uy tín của bà hơn tôi rồi, tôi chỉ toàn sai biết. Nó săn không liên tục nữa, loại đi mình luôn. Từ nãy giờ ở trong bóng tối lâu rồi đó. Loại mua roi luôn. Mua roi thì mình càng yếu nó càng mạnh, mình càng yếu nó săn càng nhiều. Nó bây giờ còn Yure, Oni, Onryo, Raichu. Tắt cầu dao rồi, tắt cầu dao để đi mở lại. Sao nó không săn tôi nữa ta? Nó không hù nó luôn kìa. Ui 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 ui, săn 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 săn. Kìa 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 kìa. Ui có tăng tốc thiệt, có tăng tốc thiệt mọi người. Có tăng tốc thiệt. Thật sự bây giờ nó đúng á, bây giờ thật sự là nó có tăng tốc đó mọi người. Nếu mà con Raichu tôi không thể nào mà cầm cái im F5, im F5, im F5, im F5 mọi người. Im F5. Oni hay Raichu, một trong hai thôi. Bây giờ là không không không, nó có hai tốc độ đó, tôi nghĩ là Raichu đó, tôi sẽ chốt Raichu tôi đi về đi, tại bây giờ cũng đâu còn nhang nữa đâu, thực sự là hết nhang luôn rồi. Mà hồi nãy có thấy nó đi ngang đồ điện, nó đi nhanh hơn, cho nên là tôi sẽ chốt Raichu tôi đi về thử xem. Hết cứu, hết cứu mấy bạn ơi, hết cứu. Tại sao? Hồi nãy con Spyric là mình có thể từ từ, con Spyric nha. Con Spyric là nè, Spyric can be temporarily stopped by burning smoke near them. Đốt nhang lên là mình có thể làm ngưng nó lại, nhưng mà mọi người có thấy hồi nãy mình đốt nhang lên mà nó không ngưng không mọi người? Mà nó lại tăng tốc khi nó đi ngang qua đồ điện. Nó sẽ trời ơi, cứu tôi với mọi người. Linh hồn là những bóng ma rất phổ biến, họ rất mạnh mẽ nhưng thụ động, chỉ tấn công khi họ cần. Họ bảo vệ nơi chết của mình tới mức tối đa, giết chết bất kỳ ai bị bắt gặp ở lại quá lâu. Mọi người thấy nó xạo không? Mọi người thấy nó xạo ke không? Nó kêu là chỉ giết người khi mà cần thiết thôi, sẽ rất là ít khi gây hấn. Nhưng mà hồi nãy tôi mới vô, nó hình tôi hai lần, hai ba lần gì đó, xong rồi nó còn đi tới đi lui chỗ khác nữa nha.
nó kêu là con này kêu là bảo vệ nơi chết một mức ở mức tối đa, nhưng mà mọi người có thấy là nó có dịch chuyển sang chỗ khác không? Và nó còn kêu là nếu mà đốt đốt mất tích là con ma nó sẽ biến mất, nhưng mà nãy đốt mất tích rồi. Wow, phân tích tới cỡ đó mà còn sai nữa, phân tích tới cỡ đó rồi đó. Ghim không sai, tôi sai, đúng đúng tôi sai. Tôi sai, tất cả là tại tôi. Bây giờ tôi đi báo người khác nè, tôi sẽ dùng cái sai lầm của mình để hành hạ người khác. Bây giờ ai ai muốn chơi chung thì tạo phòng đi, tôi vô nha. Ai muốn chơi chung thì giờ tạo phòng độc bát để tôi vô nè. Cái gì đây? Ai tên đây? Ai tên gì là Phúc gì nè bay ơi? Phúc gì nè bay ơi? Phúc gì đó? Phúc ơi, có thật sự là vậy không Phúc? Phúc ơi, ở trên kênh livestream này em có coi không? Phúc ơi, Phúc gì nè? À, có người chơi chung cho vui hai, bây giờ đang đi báo người khác nè mọi người ơi. Vô luôn không? Vô Phúc luôn không? Vô kiểm chứng đi hai hả? Tàn ác thực sự, vô. Ơi Phúc ơi, Phúc đầy người rồi, Phúc đầy người rồi. Phúc mới cho vô nữa. Phúc chơi với team á hay sao á? Bây giờ tôi sẽ tạo phòng nha mọi người. Tôi sẽ tạo phòng để cho ai vô vô nha, ai vô chơi luôn nha. Server ASEAN. Ủa cái bát phòng đâu trời? Ủa khoan, từ từ từ, sao không có cái. À đây 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 đây. Ôi chị mẹ bấm lộn mà bé ơi. Rồi rồi rồi. Hello. Mic lên mấy bà, mic lên coi. Hello, anyone have a mic? I have mic. Ok, ok. Ok, ok. Let's go. Ai vô là chơi luôn, ai vô là chơi luôn. Nightmare nha. Nightmare bật nguyền nha mọi người ơi. Hello. Ready, ready, ready. Ready up. Let's go. Ai vô là thúc luôn nha. Vậy à, nhà tù đi hai, nhà tù thì để trễ trễ xíu chơi, tại nhà tù chơi một lần nó lâu lắm mọi người coi sẽ dễ bị buồn ngủ á. Để xíu nó gần hết giờ đó tôi chơi nhà tù. Giờ là mình chơi ngắn ngắn nhanh nhanh cho nó vui, sao không phải người Việt, hai hai đang tạo server bên bên Việt, bên châu Á đó, mà tại vì ai vô vô à. Chứ sao mình lọc được người nào người Việt người nào không? Thì cứ cứ đầy là mình chơi thôi, mình chơi với lại ngẫu nhiên mấy người này một ván, sau đó mình kích mấy người này ra, mình lại chơi với lại mấy người khác kiểu vậy đó cho nó vui. Chơi với nhiều người khác nhau cho vui. Hai chúc chà Đào ngủ ngon đi, để chà Đào ngủ. Chà Đào ơi ngủ ngon nha em. Đừng ngủ cà giật nha em ơi. Chúc em ngủ ngon. Hai có thể hát một bài lõ cho mọi người nghe được không? Hát bài gì bây giờ, mọi người hát bài gì bây giờ? Trời ơi, con mẹ mày. Bathroom. Bad event in bathroom. In bathroom. Got event in bathroom. Here, here. Check in map. Con ma gì ghê vậy? Ừ con này con gì mà mới vô là hù rồi đó. Hôm qua em coi bên chị Chin em ngủ quên luôn, để hỏi tới sáng. Hôm nay có dậy đó không bà? Hôm nay rồi gán gán thức coi đi nghe. Không nói chứ cái bữa mà hấp dẫn nhất sẽ là thứ năm nha mọi người. Chị nói tiếng Việt trong live mấy người đó nghe không chị? Nghe thì có nghe đó mọi người, mà hiểu hay không là cái vấn đề khác nha. Chứ giờ người ta người nước ngoài mà mình nói tiếng Việt thì người ta nghe, thì người ta có nghe mà người ta có hiểu đâu. Mấy bà này đặt như đúng rồi vậy, có thực sự xác định được chưa? Ma tên gì vậy hả? Con ma nó tên là Helen White. Nó tên là trắng mày ơi. Nó tên là Helen White. Ủa nhưng mà có thật sự trong đây mà mấy bà setup như đúng rồi vậy trời. Ở đây trốn được nè mọi người. Đi kiếm một tiền huyền nữa. À hộp nhạc, hộp nhạc. Hộp nhạc. Outside, outside. The god go outside. He met you.
We got the music box. We got music box. Oh, finger ring. Fingerprint. Yeah, yes. Finger ring nha mọi người. Bây giờ nó ở hành lang cho nên mình sẽ gãi mũi. Hành lang. Footstep. Cái gì của tôi đâu rồi? Cái speedy pop đâu rồi? Mọi người, bây giờ nè, chơi luôn bật nguyền là số 1, làm người tử tế là số 2, lẹ đi gấp lắm rồi. Lẹ đi gấp lắm rồi, chơi luôn bật nguyền là số 1, làm người tử tế số 2, lẹ đi. Nó sắp xuống địa ngục tới nơi rồi. Trời ơi, mấy bà này ác lắm nè, mấy bà này là ác quỷ nè, chứ không phải là người lương thiện đâu. Ok, để sao giờ ta chơi học nhé. Mấy bà là ác quỷ, mấy bà sẽ xuống tầng 50 chung với tôi. Đừng nói gì nữa. Mấy bà là ác quỷ. Hộp nhạc của tao đâu rồi? I'm here. Đi ra kiểm tra thử coi có ai chết không mày ơi. Đi ra kiểm tra thử coi. Trời ơi, ở đây VIP gồ không mấy má ơi, không ai chết hết trơn á. Trời ơi, hay đó. Được có change room. Ở đây VIP pro không nha, chưa ai chết hết nha. Hên quá, tôi chưa xuống địa ngục. Mà chắc chắn không phải là con Ray, con Leo Chen rồi đó. Hên quá, chưa có đi xuống địa ngục, mô vật. Khoan, mình sẽ đứng báo tiếp không, cái hộp nhạc chỉ xài được một lần thôi mọi người. Cái hộp nhạc chỉ xài được một lần thôi. Hiện tại thì Phantom, Jin, Goryeo, The Mimic. Hello motherfucker. Ok, Hantu, Mylin, Delgen. Portugal hả? Thấy nó cũng thảy đồ hơi nhiều rồi đó. Cho nên là mình sẽ test Portugal nha. I wanna test Portugal. Hello, motherfucker. Tôi sẽ test Portugal bằng cách gom đồ cho nó quăng. Nó quăng đồ rung lung tung beng hết mọi người ơi. Sẽ cầm cái mép. Chắc chắn là không phải Obake rồi đó. Không phải Mỹ Linh, không phải Obake. Nghe tiếng gì vậy mày? Hello motherfucker. Thôi đừng có làm người tàn ác nữa gì mấy em ơi, đừng có làm người tàn ác nữa, sao em lại cười trên nỗi đau của người ta. Em cười hoài vậy là vui đó. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Ui sẵn lâu vãi. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Mọi người biết gì không? Hai cái bà chết out game rồi. Còn có mình tôi với cái bà còn lại rồi. Are you okay? Oh my god.
IMF 5 hả? Muốn test IMF lại dễ mà. Chỉ cần mình quăng cây IMF vô cái chỗ mình trốn mà mình test được luôn. Ơ nhưng mà hết nhiên rồi. We have only one evidence. Okay. Here we don't have a smoke stick. Nhan tiếng Anh smoke stick, smoke stick. Nhan tiếng Anh là smoke stick. Mình có thể chơi liều đó mọi người, nhưng mà mình có thể chơi liều đó nhưng mà nó rất là nguy hiểm mọi người hiểu không? Là bằng cách mình đem cái IMF vô trong đây luôn. Hết nhen mẹ rồi. Mình sẽ đem cái IMF vô trong đây luôn, đợi nó săn. Smoke stick hả? Cái smoke stick đọc sao đâu rồi rồi. Rồi để lát hồi ra tôi đưa cho bà coi lại cái chữ sợ mất tích đi. Còn một bó ngoài xe. Đâu hết rồi, cái bó nó bị gãy rồi mà. Đâu thấy còn bó nào đâu. Chỉ thanh giá, chỉ thanh giá. Chỉ thanh giá mấy kèo ơi. Ui nó quăng đồ tè le nha mấy kèo. Nó quăng đồ rất là tè le luôn nha. Cho nên là tôi thử khoanh motorgay trước đi. IMF mấy coi coi giùm tôi nha, tôi lo canh cửa mấy bà. Nhiệm vụ của bà là coi IMF giùm tôi nha. Nhiệm vụ của tôi là sẽ canh cửa trong lúc nó săn. Bà kia hả? Bà kia bà nhét quá, bà không có vô. Mấy cái fingerprint mà lại nó chỉ có 5 ngón tay thôi cho nên là ui nhưng mà ngồi ở đây nguy hiểm lắm mấy bà ơi. Nhưng mà ngồi ở đây thì gần chỗ con ma đó mới chuẩn. Mình ngồi ở ngay cái phòng bên kia cũng được, mà cái phòng bên kia nó hơi xa cho nên có thể là IMF của mình nó sai. Bây giờ nếu mà là Portugal thì nó sẽ có dấu hiệu gì đây? Nó sẽ có fingerprint, sẽ bị deep box với God writing. Mà hiện tại thì không có God writing nha. Hiện tại không có God writing. Còn Spirit Box thì hơi khó cho tôi. Spirit Box thì hơi khó test. Cũng có thể test được nhưng mà tôi sẽ. Rồi cái bạn kia còn chơi. Game này là làm gì vậy mọi người? Game này là mình tìm những cái dấu hiệu con ma để mình đoán ra cái tên của nó. Mình sẽ ở trong cái căn nhà này nè. Sau đó mình nghe cái tiếng bước chân của nó ha, nghe cái âm thanh lúc nó săn, nghe đặc điểm của nó để mình tìm ra được nó là con ma gì. Where are you here? Are you friendly? Are you old? Are you young? Người hèn chơi game. Are you here? Where are you? Are you boy? Are you girl? Are you young? Are you old? Ồ, dữ vậy sao? Không có lên nổi IMF 5 nha. Không có lên nổi IMF 5. Nó đứng ngay trước cửa luôn mà. Quẻ vô, are you friendly? Are you friendly? No, ok. Ngồi ở đây thì nó rất là nguy hiểm nha. Ngồi, tại vì nó gần đây, nó ngay trước cửa luôn rồi, hiểu không? Thật sự là khó khăn cho tôi đó. 2-3 dấu tay đều là chỉ có 5 ngón tay thôi nha mọi người. 5 ngón thì chắc chắn là không phải Obake rồi đó. Obake thì sẽ có xác suất ngẫu nhiên 4 lần mà mình soi dấu tay sẽ có xác suất ngẫu nhiên 1 lần mình soi ra 6 ngón. Mà nó cũng không có đủ lạnh nữa. Ở đây nó không có đủ lạnh đến mà âm độ. Oh
không đủ lạnh đến 5 độ. Từ từ tôi sẽ set up một cái. Bà kia kêu gì thế không biết nữa không? Để ý nên nói lớn quá ác giọng á. Biết bà đi đâu rồi nữa. Bà chưa có out game, mọi người muốn biết. Mọi người muốn biết bà có out game hay không, mọi người bấm escape lên xong rồi. What? No spirit box and no god rating. I wanna check with the guy. I waiting the god hunting. Ê, ta nói đại gì á mà không có đúng ngữ pháp đừng bắt lỗi nha thiệt. Bà kêu là bà có cảm giác như nó là demon mọi người ơi. Not demon, not demon. Tại vì nếu mà demon thì sẽ bị săn. Nếu mà demon thì sẽ bị săn từ nãy giờ nhiều rồi. Tôi nghĩ không phải demon đâu. IMF 2 thôi. Ủa? Ôi. Can you go to car and check out? Nó hù như vậy là nó biết chỗ mình trốn rồi mọi người. Mình không thể nào trốn ở chỗ đó được nữa. Mình phải đổi nơi trốn. Ôi 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 ôi. Cái tiếng EMF này chắc 3-4 à. Chắc là EMF 3-4 thôi, không có lên 5 được. Bà kêu bà nghĩ nó là mic hay sao á. Hay là phantom ta. Tại vì cắn hai cây thánh giá rồi. Ôi 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 ôi. Sáng nữa. Hay là phantom ta. Tại vì hai cái thánh giá đó nó cũng hơi khá là gần nhau á chứ. Khoan để tôi ra tôi đi xem camera. Cái nhà từ sớm giờ tôi chưa xem camera. Lúc live phantom. Bên tiên chu crucifix. Tôi sẽ đứng ở đây một phút để tôi xem coi up với dot nha mọi người. Up là cái quả cầu hình tròn phát sáng bay từ dưới đất bay lên nhưng mà mình chỉ xem được qua camera thôi. Còn dot là cái bóng chạy ngang qua nha. Không có luôn. Nó vẫn ở chỗ đó nhưng không có luôn ta. Khó dữ trời. Khó ta. Nếu mà không có ốp thì bỏ mai mic luôn mọi người ơi. Tại vì không có ốp, không có dot cam là bỏ mai mic Oreo luôn. Bây giờ chỉ còn đang nghi phantom hoặc là Portugal thôi. Tại vì quăng đồ cũng nhiều lắm. Hello motherfucker. Bây giờ đang nghi một trong hai con đó thôi. Nó sợ vãi nồi. Tôm hay tôi gái đây, tại quăng đồ dữ lắm luôn nè, quăng tùm lum tùm la luôn nè. Ăn ở sao mà nó toàn scam cửa, này là su rồi, test Portugal thì mình gom đồ lại cho nó ném thử. Gom rồi, hồi nãy tôi có gom đồ cho nó ném rồi và nó ném rất nhiều luôn. I think Phantom or Portugal. Can you give me a smoke stick? I wanna test Phantom. Không cho luôn, buồn. Bà giữ smoke stick, bà xài luôn, bấm cho tôi bà ơi. Ôi, ôi. Ôi đóng cửa này má. Trời ơi cái má này khờ ghê luôn á. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi tao kêu cho tao mất tích đi không cho. Nó chưa có vô bóp cổ mà nó đốt sự mất tích rồi. Phải mà nó cho mình thì mình đi ra ngoài mình chạy vòng vòng với con ma mình mới nhìn được. Trời ơi nó yếu bóng vía còn hơn tôi nữa trời. Gầu thiệt á chứ. Test phantom chiêu cuối là mình cầm máy chụp hình mình test nhưng mà bà biết cái điều gì không? Mình muốn cầm cái máy chụp hình mình test thì mình cũng phải có nhang. Cái gì má? Mở cửa. Má này không đưa tôi cái nhang luôn chứ. Hay là bây giờ mình liều một phen đi mọi người. Bây giờ mình liều một phen là mình cầm cái máy chụp hình mình vô bếp mình nô đùa với nó luôn. Nhưng mà làm như vậy rất là dễ bỏ mạng nha. Tại vì chạy không có kịp á. Hay là mình liều một phen không ta? Liều đi, có gì đâu.
Cái gì bà? Không, tôi không về. Bà về mình đi. Tôi không về. No, no, no. Con không về má, mở cửa. Con không có về, má về mình đi. Trời ơi. Sao mà nó nhát ghê luôn á trời. Mày biết con gì chưa mà mày đóng cửa mày đi về. Bà này bà không có phối hợp được. Mình phải chơi với mấy bạn Việt Nam thôi. Đó, bây giờ cái chiến này là nó hơi nguy hiểm nhưng mà mình có thể tìm ra được cái con đó là con gì á. Hơi nguy hiểm nha mọi người. Ui. Ui 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 ui, không không kịp mọi người ơi, không kịp ơi. Khoan từ từ. Ôi, khoan từ từ. Ơ, anh Tôm á, anh Tôm á. Anh Tôm á. Biết sao không? Tại không thấy hình. Chụp chụp được ba sao nè mà không thấy hình. Rồi, mất cứu. Hello. Hết cứu. Hello. Hello. Thôi để tôi ra tôi tạo cái phòng mà private xong rồi tôi đọc cái code lên, bà nào vô chơi thì vô, nhưng mình sẽ chơi với team Việt Nam đi. Mấy ai giải thích cho tôi cái pha nãy chứ. Cái pha Phantom hồi nãy á. Thiệt, cái đó là tôi hỏi ngu thật sự, ai giải thích giùm tôi cái Phantom hồi nãy mà chụp không thấy hình á, nhưng mà nó ra đi mình á. Mà nó cắn hai cái thánh giá gần gần nhau luôn á, bà nào giải thích giùm tôi cái pha nãy 718220. Ô Mai. Ô Mai ơi. Em vô em báo hai chứ gì ô Mai. 718220. Cái camera đó nó hư. Có bạn rủ chơi chung kìa bà vừa. John Wick 2 hay ơi. Mấy bà qua đây được không? Mấy bà qua đây được không? Tại vì có ông Mai nữa. Mọi người qua đây được không? 718220. 718220. Vào chơi nha, đừng báo qua bà vừa. Không, cái team bà Tiên là bữa tôi có chơi chung rồi, còn ô Mai là bà trong Discord của tôi cũng có chơi chung rồi, chơi cũng ok đúng rồi. Mấy bà qua đây được không hay là giờ tôi out qua bển? Mấy bà cho tôi cái bát phòng đi nếu mà mấy bà không qua đây được. Chịu chịu, cứ như thế thì chịu. Giờ chụp mà nó không có hình là chắc chắn 99% là Phantom rồi mà vẫn sai. Thì tại vì tôi đọc theo cái đặc điểm của cái con ma thôi mọi người ơi. Bây giờ nè, con Phantom nó rõ ràng là nó kêu là taking a photo of the Phantom will make it temporarily disable. Có nghĩa là mình chụp hình nó vẫn nhận nó vẫn ra mấy sao nhưng mà nó sẽ không có hiển 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 thị cái hình ở trên cái camera nha. Nhưng mà thì nãy tôi có show cái hình tôi chụp được cho mọi người coi rồi đó, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại là con demon nữa. Ủa, bà Tiên mới có qua không ta? 7 718 220. Có qua không? Để đợi nè bà ơi. Còn không thì vô trước dán. Không có đó, không phải. Tại vì mình đang chơi cái chế độ mà hai evidence. Cái evidence thứ ba. Cái evidence thứ ba là nó sẽ giấu chứ không phải là nó không có. Có nghĩa là nó vẫn sẽ có cái đó nhưng mà nó giấu. Cho nên là mình sẽ không có thể loại được cái dấu hiệu nào ở trong cái chế độ này hết. Cho dù là mình kiếm nó không ra. Không ai không không ai vô, vậy tôi bắt đầu cái dán này nghe. Phòng em ba người rồi hai, vậy tôi chơi với lại vậy tôi chơi với lại ông Mai dán rồi tôi qua phòng bà. Tại ông Mai vô rồi. Ủa chết mẹ, mua đồ chưa? Chết mẹ, lâu nói quên rồi bé ơi, mua đồ chưa ta? Ờ hên hên á, hên á, hên có bấm auto quạt á. Mic lên ông Mai ơi. À, đợi tôi dán nó nha bà Tiên ơi. Trời
Trời ơi quên mấy má ơi, hồi nãy xém nữa không có mua cái gì đi vô tay không rồi. Thì nãy đi mình ảnh cắn hai cái thánh giá luôn, cắn hai cái thánh giá là phantom. Cho nên tôi mới nghi phantom đó. Đi mình là cái con săn liên tục liên tục liên tục. Hello, motherfucker. Tại vì anh cắn hai cái đánh giá sát gần 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 vị trí nhau quá cho nên tôi mới nghĩ anh là phantom đó, rồi tôi chụp hình trên camera tôi không thấy hình của ảnh nữa, tôi đâu có ngờ ảnh là đi mình đâu. Ok em ơi, đâu có ngờ ai mà có gì à? Ô mày ơi, ô mày ơi, trong gara, ô mày ơi. Ừ, ô gara, gara. Thấy bão táp mưa xa à, nói mà để ý hồi nãy nó săn hoài luôn, nhưng mà có phải cái khoảng thời gian mà tôi ngồi trong lâu mà nó đâu có săn đâu bà, cho nên tôi mới lú như vậy đó. Hoặc là do tôi gà. Má chán thì cái chứ phân tích cũng hợp lý, nghe cũng hợp lý mà đúng không, toàn sai chả hiểu. Tại hai không tin em chọn đi mình. Trời ơi xin lỗi em nha, tất cả lỗi tại hai hết, tại hai gà, tất cả là tại hai đó. Ok một. Ờ nó mới vừa thấy cái đồ ở trong cái nhà kho, trong gara nè mọi người, nó mới vừa thấy đồ trong gara luôn, trong hợp lý nhưng sai, mọi cái dẫn chứng nó đều hợp lý mà ra toàn sai không chả hiểu, chắc cho tôi chơi gà thiệt. Ủa em vừa đàn hay nó đàn vậy? Ba không, ba này chưa gì. Hả? Hello, motherfucker. Nãy tôi mới thấy nó đứng đây mà. Thôi tôi sẽ để cái mép gần cửa. Đàn không biết nó ở trong hay ở ngoài. Ôi nó mới chạm cửa mọi người ơi. Nó mới chạm cái cửa này nè. 10.6.3 độ. 11.8. 12. Ok vậy là nó vẫn còn ở trong phòng á. À nó tắt cầu dao rồi nha. Tôi sẽ cầm bó nhen vô tôi hỏi nó người. Hello, motherfucker. Nó tắt cầu dao rồi tôi loại được con chim. Còn. Ủa ướt đi ông mày ơi. Ướt gì vậy ta? Giờ là mọi người muốn tôi ướt gì? Bây giờ mình có hai điều ước là ước bây giờ mình ước gặp ma, hoặc là mình ước cho con ma nó bị nhốt ở trong cái phòng đó, hoặc là mình ước cho thời tiết thay đổi, hoặc là mình ước cho mình biết được một cái dấu hiệu nào đó. Nhưng mà mình ước biết được dấu hiệu thì mình bị mù. Nếu mà ước biết được dấu hiệu nào đó thì mình sẽ bị mù. Ước bị mù đi hai. Ước có tri thức đi hai. Ước ma nhảy hip hop đi hai. Ước ma cây đầu luôn đi, ước mù hả? À, ước mù đi ông Mai ơi, cho hai mượn cái tay khỉ để ước mù đi. À hỏi cái. Vẽ nhiều. Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you here? Rồi friendly ghê bay ơi. Rất là friendly luôn nha, hỏi cái xăng luôn. Are you here? Are you here? Are you here? Baby. Baby sắp tu 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 tu. Hỏi nó chứ là hỏi nhiều mà nó không có trả lời là mình bị tuột sanity đó. Freezing, freezing ở đây nè, ngay hành lang ông Mai ơi. Nó ra tới đây rồi. Freezing. Nó got event ở đâu là lần tiếp theo nó săn cái đó đó nha mọi người. Sắp thành người mù rồi. Ước mù quá nha. I wait for knowledge. À nó loại IMF 5. Nó loại IMF 5 á ông ai. Loại con loại mấy cái còn lại Phantom, Banshee, Revenant, Yure, Hantu, Onryo, Mimic điều trên, nói chung là gạch IMF 5 đi được nha. Ôi, ôi, ôi. Ủa không phải mọi người.
không phải đeo chen, không phải đeo chen nha, tại vì hồi nãy tôi bật mic tôi nói chuyện, hồi nãy tôi lỡ bật mic game, chứ tại vì có freezing mà, nếu mà leak vô freezing á là không có đeo chen, không phải đeo chen đâu. Bây giờ nó gạch cho mình một cái dấu hiệu là IMF 5 và có freezing. Bây giờ đợi ông Mai cứu hai thôi. Ước đi ông Mai ơi. Ông Mai ước I wish for life cho nên tôi sống dậy nhưng mà tôi vẫn mù vậy mấy má. Ơ kìa, mạng đổi mạng rồi. Chết mẹ ơi, em cứu người mù là vô dụng rồi em ơi. Bây giờ hai tưởng hai hết mù nhưng mà thật ra hai không thấy. Ủa? Ủa tự nhiên giờ sáng mắt rồi nè bà. Ủa là sao ta? À sống dậy là hết mù ha. Sống dậy là mắt sáng. Đợi xíu tôi đi. Tội nghiệp cô Mai, mạng đổi mạng cho tôi rồi. Bây giờ là mình còn Revenant, Yure, Hantu, Onryo. Đi mình mang mic. Mà bây giờ tôi sẽ set thêm một cái cam ở gần phòng khách. Tại vì nãy tôi thấy freezing gần ở ngoài phòng khách luôn rồi. Để xem coi có thêm cái dấu hiệu nào nữa không. Không đập muối, tóc bình thường. Hôm nay hai ước hôm nay sống dậy không mọi người. Cái điều ước mà hồi sinh á chỉ ước được một lần duy nhất cho một người thôi. Một lần duy nhất cứu được một người thôi. Bây giờ là cái điều mà mình cần làm á là mình cầm thật nhiều nến để đi xem ma. Ok. Trời đất ơi, mẹ giật còn hơn là nhảy nhạc disco nữa. Dẫm lên ô mai đi hai, trả thù ô mai hả? Bây giờ là mình sẽ cầm thêm nến vô. Rồi đốt thêm cái dưới đất nữa. Ok. Còn một điều ước cuối cùng. Mình ước cho nó săn luôn nha. Ui ui ui. Ui bà ơi, bà làm hoài, bà cứ như thế hoài thôi. Bà cứ như thế hoài sao tôi chịu nổi. Yếu tim má. Trời ơi má đi, má làm ơn má đừng đi sau lưng con ga là được, ở đâu cũng được. Không phải sau lưng là được. Mọi người biết gì không? Nó đi ở ngay cái không gian mà có đèn luôn nha, mà nó vẫn đi nhanh nha mọi người. Có nghĩa là không gian nó ấm mà nó vẫn di chuyển nhanh là mình có thể loại được con UD. Khoan. Khoan. Hello motherfucker. Để tôi nghe tiếng chân đó cái mọi người. Lại Revenant nha mọi người. Tại vì ủa mới định nói gì quên mất mẹ. Từ. Lại Onryo luôn nha, tại cái nến còn sáng. Onryo, Revenant tại vì tôi trốn rồi nhưng mà con Revenant á, nếu mà mình trốn nó thì nó sẽ đi chậm lại, nó chỉ đi nhanh khi mà nó thấy mình thôi. Hiện tại là mình còn đi mình, Thanh Tu, Moroi. Ô lộn gạch lộn rồi, phải. Không phải loại Yure mà loại Hantu mới đúng. Tại vì nãy cái đèn nó còn bật. Có nghĩa là căn phòng đó nó ấm nha. Căn phòng đó ấm nhưng mà nó vẫn đi nhanh. Còn muốn test lại kỹ một lần nữa thì tôi sẽ đốt lại nến trên đường đi để tôi test con Hantu. Còn muốn mà cho chắc thì một lần nữa để test Hantu. Hồi nãy tôi mới đặt cái cam ở trọng để tôi quan sát thử coi có ốp không nha. Biết gì không mọi người, nó vẫn ở trong phòng đó nhưng mà nó không có ốp. Không có ốp gì là đâu phải mai mic đâu. Mai mic hay có ốp đầu lắm. Bây giờ là còn con Yure, Demon với lại Moroi. Sống nổi không hả? Hơi nổi. Nổi lên bền. Bật đèn sáng quá, bật đèn sáng là cái mục đích là để test Hantu với lại Onryo đó. Ấy lộn, để test Hantu đó không? Tại vì Hantu sẽ di chuyển chậm trong không khí ấm. Trời ơi mấy mẹ ơi, mẹ làm ơn mẹ đừng có xuất hiện sau lưng con nha, mẹ ở đâu cũng được. Đừng là sau lưng. Con mẹ vẫn chạy nhanh trong không khí ấm. Chắc chắn là không phải Hantu rồi.
mua roi càng ở lâu thì nó săn càng nhiều. Đúng rồi, mua roi càng ở lâu săn càng nhiều. Bây giờ là còn đi mình Vô Rê với lại mua roi nha. Ô Mai ơi, em nói gì đi ô Mai. Ô Mai ơi, em có đang coi livestream không, em nói gì đi. Em hãy cho hai một tín hiệu SOS đi. Mà con Vô Rê thì test như nào? Con Vô Rê là sau khi đốt nhang 1 phút rưỡi sau nó mới săn. Bây giờ là tôi đốt nhang rồi, hồi nãy nó săn là tôi đốt nhang rồi nha. Mình sẽ ngồi ở trong đây 1 phút rưỡi nha mọi người, coi giùm tôi bây giờ là mấy giờ rồi. Hiện tại là 12 giờ 11 phút. Khoảng là 12 giờ 13 phút là nếu mà tới chừng đó nó mới săn á thì là con Vô Rê nha. Bây giờ còn 3 con thôi, đi mình Vô Rê với một roi. Nãy nó hù chứ không phải nó săn. Thôi em đừng chọi hay nữa, hay hay đau đớn hay gục ngã đây em ơi. Khoanh rồi mọi người, khoanh rồi, nhưng mà đợi xíu mọi người ơi. Nó hù là nó biết chỗ rồi mà ta, đúng là như vậy, nhưng mà vẫn sẽ có cái tỷ lệ mình sống sót sau khi nó biết chỗ. Ô Mai ơi, em nói cái gì đi ô Mai. Mai ơi, giúp bìa sai ô Mai. Bây giờ đi mình hay là mua roi nè ô Mai ơi. Ra uống thuốc để test mua roi hai ơi, hợp lý, hợp lý. Hai hai lọ nha. Mua roi chỉ săn khi sanity thấp thôi. Hiện tại thì còn có nhang, ok. Mình vô trong cái gara mình trốn, tại nó biết chỗ mình trốn ngay nhà bếp rồi. Mua mình nữa. Mua mình là mà làm mua roi với lại đi mình kết hợp hả mấy má. Bây giờ tôi uống một hũ sanity vô đó mấy bà. Tôi sẽ núp ở trong cái gara nha. Ôi ô Mai ơi, ô Mai ơi, cứu hai ô Mai ơi. Ô Mai ơi. Ô Mai ơi, em nói gì đi ô Mai ơi. Bây giờ nha, bây giờ hai ra xe, đầu tiên là hai sẽ ra xe. Bây giờ em cầm một cái món đồ đi mà em nghĩ nó là cái con đi mình đó, thì em liền cái món đồ đó vô mặt hai nha. Hai tin tưởng đồng đội lắm đó. Ô Mai em nói muốn đột quỵ luôn, ủa vậy hả? Ủa bây giờ em nghĩ nó là con gì, hai bị chơi comment. Tôi mới mới nè mọi người nhìn nhìn kỹ nha, bây giờ tôi em nghĩ nó là con đi mình thì em quăng cái dĩa vô mặt hai. Rồi nó giữ cái dĩa luôn rồi bay ơi, nó nghĩ em, nếu em nghĩ con là mua roi thì em quăng vô cho mặt hai. Nó nghĩ con đó là mua roi mấy má. Có cách nào mà chọn được cái con mua mình luôn không? Nhưng mà ô Mai ơi, có một cái chuyện mà khó khó suy nghĩ là bây giờ mình uống cả hai lọ sanity rồi mà sanity của mình đang cao, bây giờ mình uống mẹ nó lọ nữa đi. Tôi vẫn hoang mang nhân sinh, tôi sẽ uống thêm một lọ nữa. Tôi sẽ uống thêm hai lọ nữa, là bây giờ hiện tại là sanity của tôi đang chạm đỉnh luôn rồi đó. Là tôi đang không có bị tụt đó nha. Hiện tại là sanity của tôi đang cao. Mua rồi là Speedy Pop, God Rating, Freezing. Nhưng mà đi mình thì là Fingering, God Rating với lại Fizzing. Cả hai con đều có God Rating hết, nhưng mà từ em nói nó ngoài đây đúng không? Nhưng mà từ sớm giờ thì nó không có ký sổ cuốn nào hết. Từ sớm giờ là không thấy nó ký sổ, mấy má ơi cứu tôi với. Không có Speedy Pop luôn. Đây.
Are you here? Are you friendly? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you friendly? Không thì bị đi móc nha mấy bà. Mấy bà nghe nhìn kỹ giùm tôi nha. Rồi. Bây giờ là còn một cái cuối cùng là check fingerprint. Tắt đèn đi rồi hỏi hai ơi, ok em, bây giờ hai sẽ tắt đèn để hỏi cho vừa lòng em. Chưa để hai cầm cái cây nó quay ánh sáng vô hay 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 soi cái. Nó vừa giống con đi mình, vừa giống con mua roi nó mới khó chịu chứ mấy má. Có cách nào chọn con đi rồi luôn không mấy má? Con đi rồi á là cái con oh my god, why you đu đạp. Con đi rồi là cái con đi mình với lại cái con mô rồi đó. Chạy thanh giả, chạy thanh giả. Mù rồi đúng không? Thôi bây giờ nghe ô mai đi. Tôi cũng mấy cái con đi rồi nè. Thôi thôi bây giờ mua roi đi về. Tôi phải tin tưởng đồng đội tôi chứ. Đốt cho em một bó này gọi là đốt gì em, đốt gì em. Đi rồi hai ơi. Má mày cái đầu quá. Tôi nghe đồng đội tôi đi, mua roi đi. Tôi ngồi lâu tới mức mà tôi làm xong ba cái nhiệm vụ luôn rồi đó mấy bà. Phải như thế. Nó phải như thế. Phải như thế. Nhất cái nách. Comment. Rồi hay. Hay hay đi qua phòng kia hay chơi với lại mấy 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 bạn kia cái nha. Cảm ơn U Mai đã chơi với hai chén này. Cái gì vậy, phòng của bà kia tên là gì vậy? John Wick. Hay ơi, ok ok. Nó phải như thế. Tới tới mấy giờ, 2 tới 1 giờ thôi à mọi người. Tại hôm nay tôi live sớm mà, hôm nay tôi live 9 giờ 5, 9 giờ 10 vậy mà. Mình muốn live đường dài mình phải giữ sức khỏe mọi hiểu không? Ủa server nào vậy, sao nãy tôi không thấy? Hello motherfucker. Hello motherfucker. John Wick đâu? Khoan khoan khoan, bị lag rồi mấy bà. Bị lag rồi, đợi xíu. John Wick, à đây đây đây, thấy rồi. Đó mấy bà nào mà muốn muốn chơi game chung với tôi thì có thể đợi tôi chơi. Đợi tôi chơi xong hai dán solo rồi tôi đi qua phòng của mọi người tôi chơi nha. Hello cả nhà. Hello. Ôi cũng chọn map đi hai. Cũng đổi character là nam đi cho hòa nhập cộng đồng. Chơi luôn cả nhà yêu ơi. Bây giờ là character là đàn ông là phải đi vô test ma nha chứ không có làm người hèn chơi game được. Mình rất là gọi là men đó. Thôi giờ giờ tôi chuyển qua phụ nữ thì tôi khỏi vô được không? Hay vậy quá, hay vậy quá. Hay vậy quá. Mạnh mẽ lên. Cắm chạy lớn đi. Tôi boss map cắm chạy lớn nha mấy bà, tại vì sớm giờ chơi một mình chơi mấy map nhỏ không mà bây giờ mọi người muốn xem mình chơi map lớn. Cam lớn nha mọi người. Nhà tù hay ơi, nhà tù sẽ gần gần cuối giờ mình sẽ chơi nhà tù nha. Khoảng còn hết ván này đi, hết ván này chơi nhà tù. Xin nhắc lại mọi người là tôi có giờ có bè với lại có Discord nha. Mấy bà nào muốn biết thông tin giờ tới bè Discord của tôi thì bấm vô cái link bio của tôi. Tôi có để hình logo của mấy cái đó đó. Mấy bà có thể follow cái đồng subscribe cái giờ tới bè của tôi để xem lại video nha. Và có thể vô Discord của tôi để tự rủ nhau chơi nha. Ở trong đây mọi người chơi phát mô cũng nhiều lắm cho nên là mọi người mà không tìm được bạn chơi chung có thể join Discord để rủ nhau chơi nha. Đối với lại những cái map rộng á mọi người nên đeo cái camera đeo đầu để mà ví dụ mà có một cái đồng đội nào của mọi người á rảnh rảnh ra xe check á thì có thể xem được. Đó. Có thể xem được mọi người đang đi tới đâu. Có thể báo cho mọi người biết là chỗ đó có ốp hay không. Rồi. Mấy cái ghét cái map tuyết này lắm mọi người. Tại vì cái map tuyết khó xem ốp lắm. Cái map tuyết rất là khó xem ốp. Khó chịu. Tại vì tuyết nó cứ rơi vậy mình dễ bị nhầm lẫn á. Sắp tới cập nhật cái camera xịn là chấp thời tiết luôn. Chấp cả trời tuyết này kia, trời mưa rồi này kia luôn. Camera xịn mà cấp 3 là nhìn rõ lắm. Tôi đang định vô lấy cái gì vậy ta. Cái này đi. Hai ơi em mới xem người ta chơi chứ đốt dốt tiếng Anh lắm. Hai ơi chứ hai của em giỏi tiếng Anh lắm hả. Mấy bà xác nhận giùm tôi coi tôi có phải gọi là master tiếng Anh không. Tôi vẫn chơi bình thường nó có gì đâu mọi người.
Mình chơi từ từ thì mình nói chuyện tự tin là chứ đâu có gì đâu. Cần gì phải giỏi tiếng Anh thì mới chơi được. Ê. Ui mọi người ơi, tôi đo được. Hồi nãy tôi vừa đo được cái parabolic ở Nhà Trắng 0.2. Không biết chuẩn không nữa. Hoặc là xa hơn, hoặc là nhà gỗ. Để tôi vô nhà gỗ thử. Tại vì cái phạm vi của nó hơi rộng á mọi người hiểu không? Cái phạm vi đo parabolic hơi rộng. Có thể nó đo tuốt ở dưới được. Cái chìa khóa ở dưới cái thảm á mọi người. Chìa khóa ở dưới cái thảm trước nhà gỗ á. Khoan khoan khoan, ông đứng ra đây, ông đứng ra ngoài, ông đứng im xíu để tôi đo thử cái parabolic coi. À, nhiều khi biết sao mọi người đi tới đi lui nó cũng thu cái âm vô. Ui tôi đo được 0.7 ở trên lầu ông ơi. 0.7 ở trên lầu nhà gỗ nha mọi người. Ồ 2 độ ngon á, mà bật đèn lên đo cho nó chuẩn, đo lại đi. Ok mọi người đợi xíu để lấy nhang cái. Toilet lầu 2 2 độ. Thì cái nhà gỗ này nó sẽ có một cái chỗ trốn là mày chết mẹ hôm nay không có chỗ trốn luôn mày ơi. Bình thường nó có mấy cái thùng ở đây nè. Bình thường nó có mấy cái thùng ở ngay cái góc đó cho mình trốn mà cái chết mẹ kỳ này. Mẹ kỳ này không trốn được nó rồi. Em đang sợ quá hai ơi, không sao đâu em, cố gắng lên. Cố qua kiếp nạn này đi. Bây giờ phải đi ra lấy thêm đồ vô. Chịu khó mở nhiều đèn lên xíu mọi người để cho nó hạn chế tụt sanity. Coconut cái gì vậy mọi người? Hả? Ai kêu tôi vậy? Trốn con gì vậy chị? Chưa có biết nó con gì hết mọi người, trốn con ma. Nhưng mà chưa biết tên của nó nha. Bây giờ cầm thêm sách với lại sự bị bóp nè. Đánh giá. Chết mẹ nguy hiểm quá ta. Bây giờ mỗi lần đợt đi của mình á là trên tay mình chỉ cầm được 3 vật phẩm thôi. Nhang với nến thì bắt buộc phải cầm theo một quẹt, cái nhang nó không tự bật được, nến nó không tự bật được nha. Có nghĩa là cái nếu mà muốn muốn đốt nhang á là trên tay của mình nó bị chiếm mất 2 cái slot rồi. Mà bây giờ gần nhà gỗ thì không có chỗ núp. Gần nhà gỗ thì không có chỗ núp cho nên là nếu mà mình vô mà nó dí một cái là mình lòn lìa. Vậy là tôi sẽ quyết định là tôi bỏ lại cái cuốn sách, tôi sẽ cầm nhang. Với lại sẽ bị đi bóp. Ui 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 ui. À đổi thời tiết, hết hồn. À mấy ổng mới ước đổi thời tiết á. Đừng có spam tin nhắn nha mọi người, spam tin nhắn là dễ bị khóa ạc lắm á. Spam tới luôn một câu là lát rồi bị khóa ạc đó nha. Cúp điện rồi. Ok mọi người. Bây giờ lên hỏi đó cái. Are you here? Are you here? Where are you? Are you here? Are you friendly? Are you friendly? Ok. Are you old? Are you young? À có speed box nha mọi người. Nó trả lời đó bạn, nó trả lời đó. Speed box. Một dấu hiệu. Finger ring. Bây giờ một dấu hiệu rồi. Hiện tại là Spirit Box. Chưa có fingerring. Bây giờ mình sẽ cầm thêm sách với lại múc nó luôn mọi người ơi, ướt đi. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp nó bị tụt sanity. Nguy hiểm lắm mọi người. Tại vì ở ngoài đây không có chỗ núp, một khi mà nó dí một cái là lên đường đó. Để tôi đi kiếm ổ điện luôn. Ủa vậy hả? Để tôi bật cái công tắc lên. Công tắc rồi.
Ước có chỗ núp trước nhà đi hai. Cái đó phải ước với lại bên đếm. Còn hai ngón, một ngón hồi sinh, một ngón phá không biết được không nữa. Mọi người ơi, vậy là nó có dot với lại spell đúng không? Ủa có dot hả? Có có. Biết là dot hay là nó ra nó hù em nữa chứ mà em thấy cái bóng mà. Dot dot cam hay là dot mắt thường mọi người? Hên hên hên, từ từ trong cái toilet đi ra nha. Cẩn thận nha mọi người ơi, tại trước nhà không có chỗ núp. Mà tôi thấy nó đi trong toilet ra tốc độ không có nhanh đến vậy. Ơi ơi trời má, giờ nó nhanh rồi nè, giờ nhanh rồi nè. Ủa đeo trên mà nhanh gì à? Cố lên, hít thở sâu vô. Những lúc như vậy là chúng ta cần nở một nụ cười thật tươi là được. Chắc không chết đâu. Mấy ổng quậy tung lòn con á chổng luôn mấy má. Rồi, à, mình sẽ lấy thêm đồ vô coi còn cái gì chưa lấy nữa không, lấy nến em vô đi. Tốt trên đường đi đi. Sách có rồi, okay, mấy cái khác có rồi. Hiện tại là có đó. Đó chỉ là spirit box. Còn con rap, phantom, yokai đâu chen. Chị hay dây. Quậy tung gì ha? Không phải đâu mọi người, nghe tôi giải thích. À, quậy quậy tung gì đó, không phải đâu, không phải đâu. Để tôi nói lộn. Rút nến giống nhìn giống người nghèo chơi game quá. Tiết kiệm tụi đó. Ừ, nói lộn mọi người, đừng có hiểu lầm thật sự. Tôi không bao giờ nói bậy trên livestream hết. Mọi người nghe lộn rồi đó. Cái chỗ này nó không có... Sao cái mé này nó không có bật đèn được vậy ta? Ôi, cảm ơn ông Mai, cảm ơn Tú Đại Gia, cảm ơn Hoàng Đức đã tặng quà tôi. Hiện tại thì mình mới mình đủ hai dấu hiệu rồi. Bây giờ mình chỉ có lấy tay khỉ quậy thôi người ơi. Bây giờ mình đủ hai dấu hiệu rồi đúng không? Ờ, ước gì vậy? Ước nhìn thấy Mai cho nó săn. Con hồi nãy là con gì vậy mọi người? Người nghĩ là con gì? Đeo đeo, nó săn luôn rồi kìa, thôi ước. Đeo kìa. Không hiểu sao bà đeo mà nhìn trên cam nó chạy nhanh ghê luôn á. Bình thường đeo đeo chen đi chậm gậy mà. Trời ơi, nó chạy cái tốc độ đó mà mọi người nói nó là đeo chen hả? À đeo thiệt, đeo thiệt. Đeo thiệt. Đeo thiệt tại vì mình nhìn nó thì nó đi chậm. Mình không nhìn nó thì nó đi nhanh. Đúng rồi, đeo thiệt. Lỗi tôi. Tới tôi mình phải nhìn nó mới được, mình không nhìn nó là đua xe đó. Đeo thiệt. Hên quá không có đi núp. Đi núp là bỏ mạng rồi. Tin chuẩn chưa, hai chuẩn rồi đó em, đi đồn đi em ơi, tin chuẩn rồi. Rất là chuẩn luôn. Mấy hôm đó quậy dữ, phải vậy mới vui mọi người. Phải vậy mới vui. Không có tốn nhang luôn á. Tại vì bả đi chậm gì. Không, thật sự bây giờ thật sự là nó sẽ ra đeo chen đó mọi người. Hết pin là ngủ thôi. À, cầm sách chi hồn theo đi hai. Đọc cái đọc mà gọi là cái gì à? Cái câu mà giống như bữa mà tôi chơi internet tôi đọc vậy á. Adakabara. Chứ còn mà nó biến mất. Phút mai gặp mấy ông này là sai rồi. Mọi người phải nhìn nó mới được, mọi người không được quay ra hướng khác. Chị cúp vế 2 giây kìa mấy bà. Vé số mà không trúng vé nào hết, hỏi sao không vé. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn con ma nó 2 giây nó ngon quá à. Các bạn ơi, mình ginh nó về đi. Nói cái bí ngật động trời này với mọi người, nó là gậy tôi á. Cái đó là tin mà gọi là cái tin mật báo đó nha. Tôi chỉ nói riêng cho mọi người biết thôi đó.
Hay có tính like Liên Quân không? Không, hay chơi Liên Quân chắc mọi người chửi hay ác, tại hay chơi dở. Hai ơi, chia sẻ em cục cục pin đi hai ơi, là sao cục pin là gì? Liệu chiến thiệt nè, ngon đó. Chơi nhà tù không mọi người ơi? Chơi nhà tù không mọi người ơi? Có ai ai sẵn lòng đi tù không? Nãy em có bán vé số mà bán vé hôm bữa chứ không phải hôm nay mới dò. Rồi có ai mua không? Đó, có con điều tiền nó mua, nó tới nó bị hai lần đó chị. Em á, em là thiệt, cái một hồi mà cái gọi là công an tới, công an còng cái đầu em, bây giờ em dám lừa đảo. Mà trên livestream này tới 230 mấy người coi lần em dám lừa đảo. Bán cái vé số mà sổ từ hôm bữa đến bây giờ mà dám bán cho người ta, mọi người thấy không? Thôi bây giờ em xứng đáng được đi tù để hay cho vote cái map tù cho em. Sau đây là cái màn mà ba người hộ tống một người vô tù nha mọi người ơi. Hai ơi, em còn 4%, hai chia nữa cho em đi hai. Thôi bây giờ em cắm vô nách hai đi nè, nó lên pin lẹ lắm nè. Lên, qua đây. Em cái cục sạc qua đây cắm vô nách hai. Lên pin nhanh lắm. Uy tín luôn. Chào mừng các bạn đến tour tham gia đi tù. Sau đây là gồm 3 huấn luyện viên và một tù nhân. Tin chuẩn 02 hả? Tin siêu chuẩn hả mọi người? Đi tù mời 200 mấy người đi tù với tôi nha. Sau đây là tour tham quan nhà tù Con Đảo. Xin giới thiệu các bạn, đây là tầng 1, đây là cái phòng này gọi là đăng ký thăm tù nha mọi người. Ai mà có bạn bè trong đây, vô đây thăm đăng ký rồi bóp số báo danh nha, ngồi đợi ở đây đi. Xíu nữa cán bộ ở trên việc thì mới được đi thăm. Bên phải. Sau đây là xin giới thiệu với mọi người là tầng 2 nha. Oh my god, nó ngoài hành lang luôn. Phải không? Khoan. Ơi 2.6 luôn nè, ngay chỗ này nè. Ủa không phải, ở ngoài hành lang á. Toilet thì sao? Toilet. Không phải, toilet á. Chết mẹ tin không có chuẩn gì hết trơn vậy trời. Ờ toilet thiệt. Lần này chuẩn rồi đó mọi người. Are you here? À vô go to toilet bẹt. Where are you? Do something. Give me a side. Nó không trả lời. Nó không trả lời mọi người. Mà kiểu tao đi toilet mà bay cũng không tha. Không hiểu luôn á. Tôi nói cho mọi người nghe cái nhà tù này nó rộng tới cỡ nào mà tại sao nó lại lựa cái chỗ mà cái phòng toilet nó ở trời. Biết bao nhiêu phòng nó không ở. Ở toilet. Khó chấp nhận thật sự. Nghe lấy đồ các mọi người. Cô giáo của nết đi review nhà tù. Mọi người hứng thú đi tù lắm mà. À, chào bạn đến với hai vừa bị đốc, đây là review nhà tù đúng vậy. Bây giờ là mình đem cái mọi người đem mấy cái này lên rồi. Còn thiếu cái gì nữa không? Có cam ở tầng 2 rồi mọi người đặt. Ê có ốp ở trong toilet mọi người ơi. Ok luôn. Có ốp đầu nha. Ốp đầu là nguy hiểm lắm đó, ốp đầu hay may mít lắm đó. Có ốp là bây giờ còn con còn những con này nha. Trời đất ơi. Tàn ác thật sự. Ông kêu là phải báo tên mới cho đi dĩa kìa mấy bà. Quên, ở tù là phải lý lịch rõ ràng mới được đi dĩa. Lầy vậy. Freezing luôn. Trời, ỉa máy lạnh mấy mày ơi, ỉa máy lạnh. Ỉa máy lạnh mà không mang thử mùi là thơm lắm. Đem dùm cái chai xịt thử mùi vô nhà tắm. Bây giờ là freezing và gót ớp. Trời đất mẹ ơi. Toàn là giang hồ không à mọi người ơi. Cái này là quản ngục nè. Cái này là trưởng hội quản ngục. Nè thấy không, mọi người có để ý là cái phòng nào mà có ma, cái nến nó sẽ tắt nhanh hơn mấy cái chỗ bình thường không? Chỗ mà có ma nến nó tắt lẹ lắm. Tại con ma thổi nến. Bây giờ mình đủ hai dấu hiệu rồi. Bây giờ cái cuối cùng mình cần làm là đợi nó săn thôi.
Sao mà dời cái camera không được ta? Okay. Đặt từ góc này qua. Đặt vậy nhìn cho nó toàn cảnh. Nếu mà là mai mít thì chắc chắn nó sẽ cho mình thêm một dấu hiệu nữa. Nhưng mà hiện tại là nó không cho mình thêm dấu hiệu gì hết. Nến tắt nữa rồi. Đáng ra cái chỗ toilet đó là cái chỗ trốn uy tín đó, nhưng mà cái chiến này là nó ở trong toilet luôn rồi, không biết sao mà trốn được nữa. Hay ơi, nếu mà ma là đờ mai mít thì nó có giả giọng mọi người không hay? Không em, mấy ma trong đây chảnh lắm, nó chỉ nói giọng nó thôi. Ui, nó đi ra ngoài. Mọi người mà thấy con ma đi ra ngoài là mọi người phải cầm cái đèn, mọi người đi theo dấu chân của nó liền. Để mình biết là nó dời sang cái phòng khác để mình còn setup nữa. Ui, nó đi xa vãi nồi luôn. Nó đứng ở đây nó coi hồ sơ mọi người ơi. Tự nhiên ông kêu nó báo tên báo tuổi chi mới cho đi ỉa, nó phải ra đây nó lục hồ sơ nè, tàn ác thật sự. Nó đi ra nó lục hồ sơ ở bên bên hông rồi, nó không còn trong phòng nữa. Nó quay về ok. Sau khi nó lục hồ sơ rồi nó quay về trong đây để nó đưa cho ổng rồi nó đi ỉa nha mọi người ơi. Ta thiếu giấy chùi đét. Chẳng lẽ nó ra ngoài nó lấy cái hồ sơ đó đem đi chùi đét nha mọi người. Ma có văn hóa. Hiện tại là mình Sao mà tính ra hết cái nhà tù này cũng hát, không có giấy chùi đét, cũng không có nước rửa luôn á. Vậy là mình đi xong rồi mình phải ngồi dưới đất mình cả hả mọi người? Trời chết mẹ, tay quầy vô cái gì ta? Không có bồn rửa tay, kiểu mình nhảy cho mình lấy tay quẹt ngay ra đây rửa tay được không? Trời ơi, cái livestream này vô văn hóa quá. Cái livestream này dơ quá mấy bà. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi mấy bà đang ăn nha, xin lỗi, tôi thật sự rất là xin lỗi luôn. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you there? With your thing? Hello, where are you? Bây giờ mà nếu nó là mic thì nó sẽ có thêm fingering hoặc là speed pop. Bây giờ nếu mà nó là mic thì nó sẽ có thêm fingering hoặc speed pop mọi người. Tải ở đâu vậy ta? Tải trên Steam nha mọi người. Game mua nha. Nó cứ đặt muối. Ui, hết cả hồn. Mẹ nó. Hù thôi mà làm cái ghê luôn không? Dân, đi thoải mái đi. Dạ, em xin lỗi, dạ. Nó bỏ xuống toilet luôn rồi. Tại ông á, ông đứng ông nhìn ta hoài, sao ta đi tự nhiên được? Ta đang đi mà cứ đứng nhìn hoài, đóng cửa lại đi. Cho ta không gian riêng tư đi. À dạ, để vô đóng hết rồi. Sao con này lâu săn quá ta? Nào ốp chị, một giờ nha mọi người, hết dán này ốp. Khó ta ốp đó chị ơi. Ôi, nghe tính gì chưa mọi người ơi? Mình đi kiếm cái nơi mình rút ta rót thôi mọi người ơi. Đi, đi qua phòng đối diện đi, phòng này như có nhiều vật cản nè. Nếu mà nó dí trong đây chắc cũng... Không phải đem nến qua đây. Đem nến theo đó. Một cây cũng được. Đi rút ta rót thôi bà ơi. Tao ai cầm ta rót vậy? Tụi tôi đi xuống cút ta đó. Đi lui. Hình như cuối hành lang này nè, coi cái tủ cuối hành lang coi trốn được không mọi người. Ngon, rút thôi. Rút bơ đọc lên giùm tôi lá gì luôn nha. Lá đầu tiên. Đét con mẹ nó, tay thúi quá. Quá ơi.
Nó ở Mỹ Tho lận, nó đi lâu lắm. Có khi nào con này là audio không ta? Có khi nào con này là audio mọi người, tại vì mình đốt nến á, liên tục nghe phòng của nó không có săn được á. I'm here. Hết xăng mọi người ơi. À, nhưng mà mình phải có hai người đi ra đi vòng vòng quan sát nó chứ, mình trốn không sao mình biết nó con gì. Không sao đâu, mình có một cây nến là mình chạy quanh cái ghế này rồi xong rồi mình chạy thẳng vô trong tủ nó. Rút 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 rút. Đi bồ thì hù. Kìa kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa. Vãi cả nồi. Tower hồi Sanity. Lá gì bà? The Sun chưa luôn. The Sun sẽ có tỷ lệ hồi hoặc là hù nha. Ấy đồng à, hồi hoặc là trừ. The 2, ủa cái The 2 cái đôi cánh nó là gì ta quên rồi. À, được một lá hồi sinh rồi mọi người ơi. Nếu mà được một lá hồi sinh như vậy thì nó sẽ lưu lại cho mình nha. Lát hồi có ai mà chết trong cái game này nó sẽ hồi sinh lại. Ngon á, thơm á. Nhưng mà chị ơi, nó chỉ cái lá bài nó chuyển qua đợt thu có nghĩa là nó không tác dụng rồi. Rồi xong lòng lìa. Kiểu như tao cho mày nè nhưng mà thôi. Kiểu như tao giết mày nè nhưng mà thôi. Dạng 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 nô đùa tình cảm đó mấy má, bị nô đùa tình cảm rồi. Ủa hết luôn rồi hả? Còn không? Đâu đâu đâu. Dead. Thúi rồi ghen. Em here. I'm here. Hello. Oh. Hello. Hello. I'm here. Come here. Come here. Oh. À mọi người ơi, tôi thấy có vẻ như nó đi ngang cây nến, nó hơi đi chậm một chút xíu nha. Có thể là hành tù lắm. À nó vừa đi vừa thở ra khói. Tinh chuẩn đó nha, nó vừa đi vừa thở ra khói thật sự. Chắc chắc là hành tù rồi đó. Trời, người yêu của bà Skid á. Không thể là Revenant được. Còn một bó kìa, bận tăng đeo cái camera vô xong rồi cầm cái bó nhang của. Thôi, ông lại diễn. Ông đóng cửa mấy má xong rồi ông đòi bận tăng ở lại tù đây. Thấy con này lúc hút bếp hả? Đó, Skit ơi. 10.000 cái livestream cái lần đầu tiên là em thấy hay thắng cái con thanh tu đó. Hơi bị đỉnh. Hello, ok, bye bye. Bye bye mọi người nha, tới là 1 giờ rồi. Cảm ơn mọi người đã chơi game chung với tôi nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Cuối cùng cũng mắc được hang tu rồi, chúc mấy bà ngủ ngon nha. Hôm nay là thứ 3. Ấy, qua ngày mới là thứ 4 rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 5, với lại thứ 5 này mình có một bản big update của Phát Mô. Ui, cảm ơn.
bà bắn pháo hoa, oh my god, cảm ơn bà rất là nhiều. Bà bắn không phải cho tôi đâu mà cho bồ của bà đó mấy má, cho hành tu của bà đó. Cảm ơn mọi người. Thứ năm á, là sẽ có big update của Phatmo nha, sẽ cập nhật rất là nhiều đồ mới, cho nên là hôm đó mọi người nhớ vô đón xem nha. Tôi sẽ giải thích một số đồ mới đó, nếu mà cái nào mà tôi thuộc tôi sẽ giải thích, còn cái nào mà không biết thì mình sẽ vô test chung với nhau nha. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm. Cảm ơn mấy người đã tặng quà, đã theo dõi livestream từ đầu đến giờ nha. Cảm ơn mấy bạn chơi game cùng với tôi luôn. Bye bye mọi người.